Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với FPT Shop Channel. Vào đầu tháng 1 vừa rồi thì Honor đã cho ra mắt một sản phẩm mới bổ sung vào danh sách những sản phẩm trong phân khúc giá rẻ của hãng, và nó sẽ có tên gọi là Honor 8A. Ở đây. Ở đây, chiếc Honor 8A đây. Hiện tại thì em smartphone này vẫn chưa được mở bán chính thức tại thị trường Việt Nam, cho nên mình không biết là giá bán chính thức của nó sẽ là bao nhiêu. Tuy nhiên giá bán dự kiến của nó sẽ vào tầm khoảng 3.290.000 đồng, cái tầm đó. Và với một cái mức giá rẻ như vậy thì mình thấy em Honor 8A này nó rất là thú vị. Và cụ thể nó thú vị như thế nào, chúng ta sẽ cùng xem video trên tay ngay sau đây nhé. Chiếc Honor 8A thì mình đặc biệt thích cái thiết kế mặt sau của nó hơn là cái thiết kế màn hình của nó. Bởi vì mặt sau của nó cho mình một cái cảm giác rất là sang trọng, nó vượt ngoài cái tầm giá 3 triệu mấy của sản phẩm. Nó sẽ được chia ra làm hai phần, một phần là cái phần mặt nhám nè và một phần là cái mặt trơn. Và cái kiểu thiết kế này không phải là lần đầu tiên được đưa lên những sản phẩm của Honor đâu. Trước đây nó đã có rất nhiều sản phẩm khác có kiểu thiết kế như này rồi. Tuy nhiên mình thấy nó vẫn rất là đẹp và rất là sang trọng, đúng không? Trên cái phần sơn nhám thì nó sẽ là nơi để chứa đựng tên của sản phẩm nè, kèm theo đó là camera đơn phía sau 13 megapixel đèn flash. Còn bên cái diện tích phần sơn bóng thì nó sẽ là nơi đặt cảm biến vân tay. Và trên chiếc Honor 8A thì chúng ta sẽ có những cái chế độ bảo mật là cảm biến vân tay, kèm theo đó là nhận diện gương mặt nữa. Một hồi thì mình sẽ thử nhận diện gương mặt cho các bạn xem luôn. Và tất nhiên là với cái mức giá này thì chất liệu của nó sẽ được làm bằng chất liệu nhựa rồi. Tuy nhiên với cái kiểu sơn bóng cũng như là nhám kết hợp này, khi mà mình sờ vào á, nó cho mình một cái cảm giác là nó không có bị dễ bị trầy, cũng như là bám vân tay không có bị nhiều lắm như những cái thiết kế kiểu kính bóng bẩy luôn á. Xung quanh thì chúng ta sẽ có một cái khung viền rất là chắc chắn. Và chiếc Honor 8A này nó mang lại cho mình một cái cảm giác là nó được hoàn thiện rất là chắc chắn và rất là tỉ mỉ. Kiểu nó vừa đáp ứng được cả cái phần cảm nhận khi mà các bạn cầm nắm trên tay, mà vừa đáp ứng được từ cái phần thẩm mỹ khi mà các bạn nhìn vào nó nữa. Về phần màn hình thì mình hơi không thích một chút xíu so với mặt lưng của máy. Màn hình của máy sẽ có kích thước là 6 inch độ phân giải là HD+. Và nó sẽ được làm theo một cái kiểu là màn hình giọt nước á, để nâng cao cái diện tích hiển thị của máy. Cụ thể thì nó sẽ có một cái tỷ lệ là 19:9. Và cái diện tích hiển thị trên cái màn hình này là 78%. Và cái điểm mà mình không thích, mình nghĩ là các bạn cũng có thể nhìn ra được, đó chính là viền của nó hơi dày một chút xíu, cả viền trên, viền dưới cũng như viền hai bên. Tuy nhiên thì đây là cái cảm giác đầu tiên của mình khi mà nhìn vào thôi. Mình nghĩ là nếu mà có một cái thời gian sử dụng máy nhiều á, thì mình sẽ bắt đầu quen dần với cái kiểu màn hình này. Và thực sự thì với cái phân khúc giá tầm 3 triệu mấy thì mình nghĩ là cái màn hình này nó cũng rất là tốt rồi. Nó sẽ mang lại cho người dùng một cái trải nghiệm tốt hơn khi mà các bạn xem phim nè, xem YouTube nè, hoặc là các bạn chơi game. Trên màn hình này thì chúng ta sẽ được hỗ trợ những cái cử chỉ vuốt để điều hướng. Tuy nhiên cái cử chỉ vuốt của nó hơi lạ hơn một chút xíu so với người ta. Ví dụ như là chúng ta vẫn có thể vuốt từ giữa lên nè, để về home, cũng như là vuốt từ giữa lên giữ để mở những cái tab đa nhiệm mà chúng ta đã sử dụng. Và khi mà chúng ta muốn back thì chúng ta không phải vuốt hai bên này đâu, mà chúng ta sẽ vuốt từ hai bên cạnh qua. Đó, như thế này. Lúc đầu mình sử dụng mình không quen, mình cứ vuốt ra bằng hai bên á, nhưng mà hai bên đó chính là kiểu vuốt để gọi cái Google Assistant của máy. Về phần camera thì máy sẽ hỗ trợ cho các bạn camera selfie với độ phân giải là 8 megapixel và camera đơn phía sau với độ phân giải là 13 megapixel. Nghe thông số thì nó không có hào nhoáng cho lắm, tất nhiên rồi, tại vì đây là một cái máy giá rẻ mà. Tuy nhiên sau khi mà trải nghiệm thì mình thấy là nó cũng đủ để cho chúng ta có những cái tác vụ thường ngày của mình như là selfie nè, chụp ảnh những cái khoảnh khắc đời thường, hoặc là các bạn video call gì nó vẫn rất là sắc nét. Về cấu hình thì chiếc Honor 8A này nó sẽ được trang bị con chip là Helio B35, kèm với đó chúng ta sẽ có 2GB RAM và 32GB bộ nhớ trong. Máy sẽ được khởi chạy hệ điều hành Android 9 khi mà các bạn mua về, và viên pin của nó sẽ là 3029 mAh. Và vừa rồi là video trên tay rất là nhanh của mình về chiếc Honor 8A, một cái sản phẩm mà có một cái ngoại hình rất là đẹp mà mình đánh giá là nó sẽ nằm trong top những sản phẩm đẹp trong cái phân khúc giá của máy. Và hiện tại thì mình cũng chưa biết được là nó sẽ mở bán tại thị trường Việt Nam trong khoảng thời gian nào. Tuy nhiên thì mình sẽ thông tin đến các bạn sớm nhất nếu như các bạn nào đã để ý em này và có ý định mua nha. Và không biết là các bạn cảm nhận như thế nào về máy, hãy comment bên dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.